Chào mừng quý vị đã quay trở lại kênh Đà Lạt Street của Nhân La Cà. Bây giờ là 11 giờ 10 phút ngày 29 tháng 5 năm 2024 và nhằm ngày thứ tư quý vị. Thì chắc đang hướng ra phía con dốc Lê Đại Hành rồi đập cầu Ấn Đạo cũng như là chợ Đà Lạt quý vị. Trưa hôm nay thì trời đổ một cơn mưa rất là to. Sau những cái ngày 2 ngày mà không có mưa quý vị thì hôm nay trời bắt đầu đổ mưa to và khả năng những cái cơn mưa này sẽ kéo dài qua những ngày sau và ngày sau nữa, có lẽ là tới hết tuần luôn. Trời mưa rất là to quý vị ha, bắn vào trong cái ống kính của Nhân, không biết là quý vị nhìn thấy có rõ không. Do ảnh hưởng của bão đang vào ở Philippines cộng với gió mùa Tây Nam thì hai cái luồng không khí khác nhau sẽ tạo nên những cái cơn mưa ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên cho tới khu vực Nam Bộ luôn. Cho nên là các tỉnh mấy ngày vừa rồi thì mưa rất là to, và thậm chí ở tỉnh Lâm Đồng những ngày trước, Đà Lạt thì ngày hôm qua hôm kia không có mưa, nhưng mà ở các cái huyện đặc biệt là Đạo Oai, Cát Tiên mấy hôm vừa rồi mưa rất là to, cây cối thì ngã đổ, gió lốc quá trời luôn, rồi sấm chớp ầm ầm nữa quý vị. Còn Đà Lạt thì trưa hôm nay mới bắt đầu mưa, và có lẽ là cơn mưa như thế này sẽ kéo dài rồi tới chiều thì ráo ráo một tí, rồi có lẽ là sẽ mưa tiếp. Và những cái kiểu thời tiết như thế này thì chúng ta đi du lịch Đà Lạt thì chúng ta chú ý về thời tiết, mang theo áo ấm cũng như là áo mưa để chuẩn bị những cơn mưa bất chợt quý vị ha. Bây giờ là 13 giờ 30 chiều ngày 29 tháng 5 năm 2024 và là ngày thứ tư quý vị. Nhân xin chào quý vị một ngày mới, và bây giờ thì mời quý vị cùng đồng hành với Nhân qua những con đường tuyến phố ở Đà Lạt để cập nhật về tình hình thời tiết cũng như là du lịch ở tại thành phố Đà Lạt nha quý vị. Nhân đang hướng ra phía quảng trường Lâm Viên cũng như là hồ Xuân Hương. Đây thì thấy xe mà khách du lịch đậu cũng rất là nhiều ha. Bây giờ là mùa hè đã đến rồi quý vị. Nào là biển số 85, 37, 62, 72, 51, rất là nhiều ha. Các biển xe họ đậu quanh quanh ở các cái khu vực như là quảng trường Lâm Viên hay là các cái con phố ở trung tâm của Đà Lạt. Đợt này thì khách du lịch lên Đà Lạt rất là đông rồi. Nói về thời tiết thành phố Đà Lạt thì hiện nay bây giờ đang là 13 giờ 31 phút. Thì nhiệt độ đang là 24 độ C quý vị. Nhiệt độ khá là se lạnh. Trưa nay lúc 11 giờ thì Đà Lạt có đổ một cơn mưa thì cũng khá là to, kéo dài khoảng tầm nửa tiếng đồng hồ quý vị. Và bây giờ thì là cũng đã tạnh mưa rồi, nhưng mà trời thì khá là âm u, và khả năng thì cũng từ giờ cho tới chiều cũng sẽ có những cơn mưa. Vì do ảnh hưởng của bão ở phía Philippines quý vị, và gió mùa Tây Nam hội tụ lại thì sẽ gây mưa ở đặc biệt là khu vực miền Nam thì sẽ mưa rất là nhiều. Các tỉnh Tây Nguyên nè, miền Đông, miền Tây, Nam Bộ sẽ mưa rất là nhiều ha. Bên phía này là hồ Xuân Hương, gió rất là mạnh luôn. Nay gió khá là mạnh, mà gió mạnh thì không có nên đi săn mây đâu quý vị, và trời âm u như thế này thì cũng săn mây cũng không được gì. Sắp tới đây vào ngày 31 tháng 5 cho tới ngày 6 tháng 6 là kéo dài khoảng một tuần đó, thì sẽ có tuần lễ vàng du lịch ở tại Đà Lạt. Thì ở nay ngay quảng trường Lâm Viên ở dưới sân nè, người ta làm nào là sân khấu, nào là các cái kiosk để bán hàng, giới thiệu sản phẩm ở ngay quảng trường Lâm Viên đến với du khách cũng như là người dân thành phố Đà Lạt. Ở đây thì có một số các cái quầy hàng đặc sản người ta cũng bán rồi quý vị. Ví dụ như là kẹo dừa Thanh Long, kẹo dừa đặc sản Bến Tre đó thì người ta cũng bán rồi ha. Bây giờ là 1 giờ 30 thì người dân người ta đang đi làm, cho nên là đường phố là bây giờ nó cũng nhộn nhịp khi mà mọi người đang bắt đầu đi làm. Dự báo thời tiết thì những ngày sắp tới thì cũng sẽ bị ảnh hưởng như thế này, thì sẽ có mưa quý vị. Thời tiết sẽ âm u, tuy nhiên là thời tiết ở Đà Lạt rất mát và lạnh. Hiện giờ buổi trưa nhưng mà nhiệt độ mới có 23-24 độ C thôi quý vị. Và có lẽ cái nhiệt độ này thì chắc là mùa hè này thì không nơi nào có được như thành phố Đà Lạt đâu. Một nhiệt độ rất là mát. Tuy nhiên thì ảnh hưởng thì mưa sẽ có lẽ là sẽ mưa rất là nhiều trong những ngày tới. Công phố hàng ngày Nhân đi qua để cập nhật về thời tiết cũng như là du lịch ở Đà Lạt. Ngoài ra thì Nhân review các cái khách sạn, địa điểm ăn uống và các cái khu du lịch. Nhân ít đi những cái con đường ngoại ô, một phần là vì ngoài những cái video review thì Nhân cập nhật về tình hình du lịch cũng như là thời tiết ở Đà Lạt, thì chỉ cần ngay khu vực trung tâm thì đã cập nhật cho quý vị rồi. Thì còn những cái con phố ở bên ngoài thì lâu lâu Nhân mới ghé thôi. Bây giờ Nhân đang ghé vào chợ Đà Lạt ha. Thì chiều nay buổi trưa cho nên là chợ cũng vắng, buổi tối thì đông. Tối hôm qua thì Nhân có một cái video đó thì quý vị thấy là chợ đêm khá là đông khách du lịch, nào là khách Việt, khách nước ngoài cho tới khách Hàn Quốc, khách khu vực Đông Nam Á nữa cũng đến Đà Lạt cũng rất là đông. Đặc biệt đợt này có thêm khách Ấn Độ nữa quý vị. Bây giờ thì trời cũng đang có những hạt mưa rồi quý vị ha. Mùa này thì người ta chở bơ ra đây người ta bán rất là nhiều nè. Chúng ta thấy bơ bơ 034 và bơ 034 15.000 kg ha. Nhiều người ta bán, người ta hái bơ ở trong khu vực Tà Nung đó quý vị. Nếu mà chúng ta đi tham quan trong các cái khu du lịch ở Tà Nung như là Mong Bồ Len hay là Hoa Trong Rừng gì đó, thì chúng ta đi qua những con đường đó thì chúng ta thấy là người dân người ta bán bơ rất là nhiều và rất là rẻ luôn. 15-20.000 kg thôi. Lát nữa thì chắc có lẽ Nhân cũng ghé ra mua một vài ký về để trong nhà để cho nó chín xong rồi mình ăn quý vị. Bơ rất là tốt, đặc biệt đối với trẻ em và người già là bơ rất là tốt, có rất là nhiều chất dinh dưỡng. Bình thường thì chúng ta mua bơ tới 35-40.000 đồng 1 kg lận, mà giờ bơ có 15.000 đồng ký thôi, thì chúng ta mua về ăn cho nó thoải mái luôn ha. Tới mua bơ thì vô trong khu vực Tà Nung người ta bán nhiều lắm. Nếu mà chúng ta đi tham quan và đặc biệt là chúng ta có xe cá nhân, xe ô tô cá nhân thì chúng ta mua 5-10 kg về ăn. Người ta bán một bịch là 10 kg, 10 kg 75.000, 7 kg 100.000 hay sao. Bữa trước thì Nhân thấy người ta đang bán ở trong đó, giá quá mềm ha. Nhân cũng rất là thích ăn bơ. Hồi xưa mà nhỏ thì không biết là quý vị ở đây có ai đã thử qua cái món là dằm bơ với nước mắm xong rồi ăn với cơm quý vị. Lúc nhỏ là Nhân có ăn như vậy đó quý vị, và Nhân thấy là cũng rất là ngon. Cơm ăn với bơ rất là ngon. Và đặc biệt vì chúng ta thấy là bơ ăn với cơm và trái cây ăn với cơm nữa cũng rất là ngon. Bây giờ Nhân ghé qua mua vài ký bơ ha. Đây, chúng ta sẽ ghé ra 15.000 à, của nhà chúng ta bán rẻ hơn cái ổi. Vừa mới ghé mua bơ quý vị. Thì gần 7 kg bơ mà có 100.000 quá trời rẻ luôn. Mua về là bắt đầu là chính cái là dầm sữa ăn quý vị, dầm sữa làm kem bơ ăn. Bình thường mình đi ăn ly kem bơ 25.000 ha, thì bây giờ mình 1 kg bơ có 15.000, quá rẻ. Nói chung là nhiều khi mình mua thì cũng không bao nhiêu, mỗi lần thì mua thì vài ký nhưng mà mình cũng mong là cái giá nó cũng cao cao tí cho bà con nông dân người ta được mùa tí quý vị, chứ rẻ quá cũng tội ha. Tại vì mình ăn cũng đâu bao nhiêu, ví dụ mình ăn 5-7 kg thì có mắc hơn chút thì cũng không bao nhiêu, nhưng mà người nông dân người ta làm một năm bơ, một năm mới thu hoạch một lần quý vị, thì một năm người ta thu hoạch nó mà giá rẻ quá thì người ta cũng lỗ quý vị ha. Bây giờ thì Nhân đang hướng lên phía trên con dốc Lê Đại Hành ha, và trời thì cũng đang mưa lâm râm rồi, và gió nữa nên cũng rất là lạnh. Phía trước mặt chúng ta đó là khu Hòa Bình. Khu Hòa Bình ngay trước rạp hát Hòa Bình thì hiện nay người ta đang làm một cái sân khấu rất là to với những cái màn hình LED được bung ra ha. Với thời tiết mưa như thế này thì không biết là người ta làm rồi người ta phải trùm lại các cái màn hình LED nè, loa nè. Sắp tới ngày 31 tháng 5 thì sẽ khai mạc tuần lễ vàng du lịch tỉnh Lâm Đồng, thì ở ngay sân khấu này sẽ làm cái lễ khai giảng, làm cái lễ khai mạc, cũng như là một số các cái ca sĩ, nghệ sĩ người ta tới biểu diễn nè. Thì ở đây thì chúng ta thấy là Nguyễn Hải Phong nè, Hà Nhi, Lân Nhã nè, MC Xuân Long, Lê Nam, vân vân, MC Uyên Thao. Uyên Thao này là cũng MC Uyên Thao này là cũng bạn cũng quen biết quý vị, bạn ở Đà Lạt luôn, và cũng là người quen biết với Nhân, cũng lâu lâu cũng giao lưu, cũng gặp mặt. Bạn chuyên về MC các cái sự kiện về chính trị rồi festival hoa vân vân. Bạn là một trong những hướng dẫn viên, một trong những MC của Đà Lạt dẫn dắt các cái sự kiện rất là hay. Và bây giờ thì Nhân đang hướng xuống phía dưới đường 3 tháng 2 ha. Bên này là đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, là con đường khách sạn du lịch không à. Ở đây thì có bánh mì liên hoa ha. Bánh mì liên hoa ngon lắm quý vị, rất là nhiều các loại bánh, gọi là siêu thị bánh ở Đà Lạt luôn á, rất là nhiều các loại bánh, vô đó tha hồ mà ăn bánh luôn. Nếu mà chúng ta đi picnic hoặc là đi chơi á, có thể là mua bánh mì buổi sáng sớm, mà chúng ta tranh thủ đi du lịch sớm á, chúng ta không kịp ăn sáng, chúng ta mua bánh mì đón được rất là nhiều các loại bánh ngọt, chúng ta để lên xe để ăn, để rồi đi tham quan du lịch. Còn buổi chiều thì buổi trưa thì chúng ta có thể là ăn uống ngon hơn. Những cái chuyến mini tour của Nhân cũng hay thường, nếu mà quý vị thích đi sớm thì chúng ta ăn bánh mì cho nó nhanh, mua bánh mì xong cái là tới nơi vừa ngồi uống cà phê rồi ăn luôn cho nó sớm. Còn nếu mà chúng ta từ từ túc tắc thì chúng ta ăn sáng ngon lành cành đào, xong rồi chúng ta mới đi tham quan. Mỗi người thì mỗi cái quan điểm khác nhau, nhiều người thì cứ đi tàn, nhiều người thì người ta thích đi nhanh, đi sớm để đi được nhiều điểm. Phía trước mặt là vùng binh đường 3 tháng 2, rồi con dốc Hải Thượng ha. Nhân đang rẽ lên phía đường Hải Thượng, hướng lên phía trên bệnh viện tỉnh Lâm Đồng quý vị. Đường Hải Thượng ở đây thì có cầu Hải Thượng nè. Phía trước mặt là điểm giao nhau, gọi là cái ngã tư ha. Đường Hai Bà Trưng nè, đường Hoàng Diệu nè, đường và con dốc Hải Thượng. Ở bên này là con đường 3 tháng 2 ha. Ở đây là con đường Hai Bà Trưng nè, hướng về phía phường 6. Còn bên này là đường Hoàng Diệu. Trong đường Hoàng Diệu người ta bán bánh tráng nướng rất là nhiều, nổi tiếng với bánh tráng nướng với bánh mì siêu mại. Còn đây là con dốc Hải Thượng hướng lên bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng. Hôm trước thì cũng có một chú kêu Nhân ghé cái đường Hải Thượng để quay lại cái con đường Hải Thượng ngày nay ra sao. Thì đường Hải Thượng ngày nay thì rất là phát triển vì nhà cửa san sát nhau luôn, không có một miếng đất trống luôn quý vị. Dù là trong hẻm hay là ở ngoài đường, nhà cửa đều san sát nhau vì ở đây nó nằm gần bệnh viện á, cho nên là nhà cửa san sát nhau, rồi người ta mở phòng những cái phòng mạch quý vị, rồi bán các cái đồ về dụng cụ y khoa đó, dụng cụ y khoa và mở phòng mạch. Còn phía trước mặt là bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng ha. Đó, đây là cổng bệnh viện nè. Bệnh viện Đa khoa ngày nay, Đa khoa tỉnh Lâm Đồng ngày nay là cũng nhiều bác sĩ giỏi lắm quý vị. Đây nhân vòng vòng qua đường Hải Thượng ha. Rồi có một số anh chị kêu Nhân cũng ghé qua đường Trần Bình Trọng luôn. Thì hôm nay tiện thể ghé lên con dốc Hải Thượng, rồi sẽ rẽ qua bên đường Trần Bình Trọng ha. Trong khu vực này cũng có nhiều quán ăn ngon lắm. Rẽ lên trên phía nhà thờ Domain, nếu mà rẽ phải thì rẽ qua đường Lý Nam Đế và hướng lên đường Ngô Quyền, rồi lên phía trên đó là có nhà thờ Domain. Còn ở đây là chúng ta sẽ rẽ qua đường Trần Bình Trọng. Đường Trần Bình Trọng thì khá là an ninh. Hồi trước ngay đường Trần Bình Trọng thì Nhân có review một cái căn villa ở đây, đó là Roy Villa. Nó nằm ở ngay khu vực công an không nè, yên tĩnh đây. Roy Villa cà phê, và cà phê sân vườn cũng rất là đẹp. Với thứ hai nữa là những cái căn phòng trong villa đó cũng rất là đẹp luôn. Đây là con đường Hải Thượng nè. Đường Hải Thượng thì toàn là cái khu vực gọi là khu vực công an quý vị. Toàn là cơ quan ban ngành công an của nhà nước không à. Trời bắt đầu mưa rồi quý vị. Cho nên là thời tiết Đà Lạt vào mùa du lịch hè cũng là cái cao điểm của mùa mưa, cũng hay mưa lắm. Và đặc biệt là mỗi khi mà có áp thấp nhiệt đới hay là bão thì nhiều khi là mưa ngày mưa đêm luôn. Hôm nay thì thời tiết không có được đẹp cho lắm ha. Buổi sáng nắng có tí xíu, cái buổi trưa là bắt đầu mưa cho tới khoảng hơn nửa tiếng, sau đó là tạnh mưa. Tuy nhiên là thời tiết vẫn âm u và cứ mưa lắc rắc nhỏ. Mưa kiểu này thì chúng ta cũng khó mà đi tham quan du lịch lắm quý vị. Ở đây thì có một cái căn villa này, Villa Họa Mi ha. Không biết là kỳ này có đổi chủ chưa. Căn villa này cũng rất là dễ thương, rất là đẹp. Những cái căn phòng rất là dễ thương, rất là đẹp. Mấy cái bạn sale ở trong đó, rồi các cái bạn quản lý ở trong đó cũng vô cùng dễ thương luôn. Nhân tiếp tục đi trên con đường Hải Thượng. Ở trên đường Trần Bình Trọng ha. Trên đường Trần Bình Trọng này thì nổi tiếng với một cái quán phở này. Đây có quán phở Kinh ha. Mỗi lần mà Nhân Phở Kinh thì Nhân cũng hay ghé ăn nhiều rồi, cũng review trên những cái video của mình rất là nhiều. Nếu thích ăn phở thì có thể ghé Phở Kinh, nó hơi xa tí thôi. Ở đây thì có Hương Quán nè. Hương Quán nổi tiếng với gà đập lu nè. Vòng vòng lên trên này thì có nhà thờ Cam Ly, rồi một cái khu resort cũng rất là nổi tiếng. Nhưng mà khu resort đó thì chúng ta phải quen biết thì chúng ta mới xin vô. Hôm trước thì Nhân cũng có đón khách ở trong này, thì cũng có quay, cũng có review một số cái cảnh quan của cái khu resort này. Đây là cái khu resort rất là dễ thương, Anna Madara Villa. Đây là cái khu resort. Hôm trước Nhân ghé vô review rồi ha. Hôm nay thì Nhân cũng không ghé review đâu, Nhân chỉ quay sơ ở ngay cái cổng này cho quý vị xem thôi. Hướng lên trên phía trên này thì có nhà thờ Cam Ly ha. Nhà thờ Cam Ly hôm trước thì Nhân cũng có một cái hoạt động chở các sơ ghé vào đây, thì cũng có một cái hoạt động nhỏ nhỏ thì Nhân cũng có quay ở ngay khu vực nhà thờ Cam Ly, nhà thờ dân tộc Cam Ly ha. Và đây thì cũng có một cái con đường với những cánh rừng thông cũng rất là đẹp, rất là mát. Nhưng mà hôm nay do thời tiết âm u và cũng như là mưa, cho nên là những cái cảnh quay có lẽ là nó cũng không được đẹp cho lắm. Ở đây có những cái cây lưỡi hổ rất là to, rất là cao, rất là lớn tuổi rồi, già tuổi rồi, mấy chục năm rồi. Ở đây thì có cái căn biệt thự này, nhìn phía sau là biệt thự cổ từ thời Pháp để lại của trong khu resort á. Khu resort này thì thường nhân thấy là giá nó rất là cao, đa số là khách nước ngoài rồi ca sĩ, diễn viên ở rất là nhiều. Thế còn mà nếu mà người bình thường chúng ta ở giá 5-6 triệu đêm thì nó cũng vào mùa hè giá nó cũng rất là cao. 5-6 triệu là một căn phòng đó quý vị, chứ không phải là nguyên căn villa đâu. Càng lúc thì mưa nó cũng nặng hạt. Ở đây thì có hai con đường, thứ nhất là đường Giang Bút và đường Trần Nhật Duật, là hai cái đường song song với nhau. Thì hai con đường này là đường một chiều quý vị. Đường Giang Bút thì hướng xuống đường Hoàng Diệu, còn mà đường Trần Nhật Duật là hướng từ Hoàng Diệu đi lên. Nhắc tới đường Giang Bút thì hôm trước thì Nhân cũng có một cái hoạt động thiền nguyện ở ngay đường Giang Bút này, thăm một cái bà cụ neo đơn. Rồi bắt đầu mưa rồi quý vị. Có lẽ là hôm nay thời tiết từ giờ cho tới chiều sẽ không còn nắng, mưa nhiều. Và đây là đường Hoàng Diệu ha. Đường Hoàng Diệu thì nổi tiếng với lại bánh mì xíu mại và bánh căn, rồi bánh tráng nướng. Đối với tỉnh Lâm Đồng cũng như là thành phố Đà Lạt thì người ta đang xúc tiến để làm hai cái đường cao tốc đó quý vị. Thứ nhất là Đà Lạt Bảo Lộc Dầu Giây. Thứ hai nữa đó là Đà Lạt nối với Nha Trang. Thì hai cái cao tốc này mà hy vọng khởi công sớm và hoàn thành sớm, được đưa vào thì có lẽ là du lịch Đà Lạt còn phát triển mạnh mẽ hơn rất là nhiều. Khi mà giao thông thuận lợi thì chắc chắn rồi kinh tế cũng phát triển, mà đặc biệt đó là du lịch. Và đây là con đường Đặng Thùy Trâm mà nối thẳng qua bên đường Đồng Tâm luôn đó quý vị. Đây là cũng một con đường ngắn, đường mới thôi. Đặng Thùy Trâm thì mới, rồi đường Tản Đà cũng là đường mới. Những con đường mới ở Đà Lạt thì nó cũng ngắn. Và trước mặt là chúng ta là cầu Mạc Đĩnh Chi, rồi chung cư Mạc Đĩnh Chi hay là khu quy hoạch Mạc Đĩnh Chi. Đó là những cái hình ảnh của thành phố Đà Lạt vào chiều ngày hôm nay ha, chiều ngày 29 tháng 5. Nhân muốn gửi tới quý vị cũng như là cập nhật về tình hình thời tiết, du lịch ở Đà Lạt để cho quý vị theo dõi. Cũng như là quý vị đi du lịch đó, thì chúng ta có thêm thông tin về thời tiết cũng như về du lịch ở Đà Lạt để chúng ta có chuẩn bị trước. Ở đây là chung cư Mạc Đĩnh Chi ha. Và Nhân rất cảm ơn quý vị, cô chú, anh chị, các bạn đã theo dõi video này. Hãy đăng ký kênh để tiếp tục ủng hộ cũng như là theo dõi những video sau của Nhân nha. Còn bây giờ thì Nhân xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong một video tiếp theo về Đà Lạt.